Hi, chào các bạn. Phong đang có một vài bạn khách hỏi nhờ cái việc hỗ trợ cái việc là tạo con VLAN trên con mic và kết nối với lại con switch để gắn cả sideboard giữa con mic và con Aruba các bạn ha. Nó con sideboard này nó sẽ kết nối vào con switch và từ con switch sẽ kết nối lên con mic ha. Và con mic là con mà cấp DHCP. VLAN, quản trị VLAN luôn, tạo VLAN và quản trị VLAN ha. VLAN từ con mic nó đi xuống thông qua con switch và đến con Aruba, Acerboy Aruba Wi-Fi ha. Các bạn nhìn trên sơ đồ bạn thấy rồi. Ở đây là chúng ta gồm có ba cái VLAN và chúng ta ép xuống con switch ha và cấp cho người dùng ba cái VLAN trên con mic nha. Bạn ha, ví dụ vậy. Thì lý do là các cái thiết bị của khách và các thiết bị của các bạn đó sẽ khác của Phong, không có gì Phong sẽ làm và hy vọng là một lúc nào đó Phong sẽ có một vài cái con switch mẫu mic thì nó giống nhau hết rồi, chỉ có là con switch nó có thể khác nhau một tí trong quá trình chúng ta cấu hình, thì chúng ta nói chung nó cũng có một vài cái xương khung sườn nó khá là giống nhau. Chỉ là nó diễn giải khác nhau, câu lệnh khác nhau thôi các bạn ha. Rồi, ok, tạm bỏ qua đó. Bây giờ các bạn vào con Phong đang có một con MikroTik. Con MikroTik này hiện giờ là chưa có VLAN ha các bạn ha. Chưa có VLAN, Phong sẽ tạo VLAN. Con mic này đang có brick Phong brick 3 port ha các bạn, Ethernet 345 nè, 345. Thì trong 3 port 345 này là Phong có cái bọt 5 là Phong nối vào con laptop để Phong cấu hình ha. Bọt 1, bọt 3 và bọt 4 là Phong sẽ xét đến con switch, hai con switch. Nhưng mà ở đây Phong chỉ có con một con switch thôi. Do đó cái con switch còn lại chúng ta làm y hệt hai các bạn ha. Phong chỉ kết nối cái bọt số 4 xuống con switch thôi. Còn bọt số 3 Phong chưa có kết nối ha. Bây giờ Phong bắt đầu tạo VLAN ha các bạn ha. Tạo VLAN. Phong có hiện giờ là các bạn nên nhớ là cái này nó đã có VLAN 1 rồi ha các bạn ha. IP này nè, cái mà IP address này nè, là đã có VLAN 1 rồi ha, trên con brick ha. Khi bạn tạo mà bạn không add VLAN thì nó sẽ default là VLAN 1 các bạn ha. Rồi, Phẩm sẽ tạo VLAN 10 ha, các bạn ha. VLAN 10 đây, tên, cái này tên thôi nha các bạn ha. Cái số này mới là quan trọng ha. Cái số nó quan trọng, bạn muốn để tên này 1 tỷ cũng được nữa, nhưng cái số này là cái quan trọng mà. Cái VLAN này Phong sẽ tạo ở đâu, ở trên brick luôn ha, brick apply các bạn ha. Rồi tương tự như vậy, thay vì Phong phải làm tiếp tục thì Phong copy copy VLAN 20 các bạn ha. Phong sẽ làm ba cái VLAN. Không làm mẫu thôi các bạn, để tùy biến lại chứ không không làm giống cho chống hình các bạn nha các bạn. Ok rồi, rồi. Phong sẽ có 3 VLAN ha các bạn ha. Bước thứ hai tiếp theo là Phong sẽ tạo IP, set IP cho 3 VLAN đó tương ứng ha. IP VLAN 10 đây, 168.10.1 xịt 24 nè. Phong cũng tương tự cho Phong copy cái ha. VLAN 20 làm vậy cho nó dễ, nó nhanh thôi chứ không gì hết ha các bạn ha. VLAN 30 rồi, Phong đã có IP cho ba, gắn IP cho ba VLAN ha các bạn ha. Rồi bắt đầu Phong cấp DHCP cho bài VLAN đó ha. DHCP các bạn đừng quan tâm cái đỏ đỏ này ha, đỏ đỏ là Phong không làm khác ha, không làm BB server ha. DHCP sẽ up ha các bạn ha. VLAN 10 ha. Chỗ này bạn để DNS cũng được, nhưng mà do lý do là DNS này của Phong là cái DNS của 4G ha, nên là Phong thêm cho nó cái
làm ta tám ở trên này à. À, cho nó chắc cú lúc nào nó cũng có rồi ha. Rồi ok, tương tự như vậy Phong sẽ set up cái VLAN 20 đi HCP cho VLAN 20, đi HCP cho VLAN 30. Ai quên, cái đó có rồi nha. 30 rồi, bạn thấy là nó tương ứng với lại mỗi VLAN nó sẽ có một cái IP pool đây ha, pool 20 10 nè, 20 nè, 30 rồi bạn ha. Rồi. Lúc này xem như là chúng ta đã có ba cái VLAN và kết nối từ trên con mic bằng cái cổng 4 xuống một con switch ha. Con switch Phong đang có hiện nay là con switch Aruba nha các bạn ha, Aruba chưa có cấu hình gì cả nha các bạn ha. Aruba này Phong chưa có hình gì hết nha các bạn à. Phong lê con phết rồi đó ha à. Rồi. Hiện nay là cổng số 10 là cái cổng mà Phong đang kết nối lên con mic. Con mic của Phong nó tên là LMT ha. Con mic của Phong là của cái một nhà chuyên cung cấp dịch vụ internet tại Latvia, LMT ha. Và cái cổng số 9 này là Phong đang kết nối đến con Aruba ha, con Wi-Fi Aruba. Rồi. Bây giờ VLAN, VLAN theo bạn ha. Ở đây thì bạn thấy là ví dụ như là cái yêu cầu của bạn đó là gì? À, yêu cầu của bạn đó là gồm có con cam có bộ gắn lên trên con switch này ha, và cam cũng gắn lên switch này. À, chứ không phải là chỉ có wifi. Vì vậy chúng ta cho một vài cái bọt ở đây nó sẽ có cái VLAN hai các bạn ha. À, rồi. Phong sẽ có ba cái VLAN tương ứng nè, ba VLAN tương ứng các bạn ha. Rồi. Rồi. Tạo VLAN các bạn ha. ID 10. Cái tên nó không quan trọng lắm ha bạn ha, chỉ để cho chúng ta dễ hình dung đó thôi, trong cái đầu thôi à. Tương ứng thì các bạn nên tạo cái tên trùng với lại cái số ID VLAN, cái này với là VLAN này à. Còn cái tên là để trùng để cho chúng ta gợi nhớ à. Rồi bây giờ tương ứng chúng ta sẽ có ba VLAN. Bây giờ cái con switch của Phong là nó có 10 cổng ha, mà hiện nay là Phong đã làm, Phong đã gắn cái cáp vào cổng chính và cổng 10 rồi. Bây giờ Phong tạo trên nha các bạn ha, tạo trên à, trên lúc này AT trên chưa có ha các bạn ha, trên rút này ha. Rồi trên trên một, trên một là Phong add cho cái cổng mà đi từ con switch à, quên, từ con mic xuống ha, con switch ha các bạn ha. Trên một đi là cái cổng số 10 đó. Rồi chỉ định cổng số 10 sẽ là cổng trên à, trên một các bạn ha. Rồi AT có một trên rồi nha bạn ha. Tiếp tục trên 2 à, group 2 á, trên 2 là cổng số 9. Đây. Cổng số 9 là cái cổng mà Phong nối vào con Aruba, Wi-Fi Aruba các bạn ha. Rồi bên VLAN. Rồi, VLAN mấy nãy không có là VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 rồi đúng không? Ừ. À, lúc này Phong sẽ chỉ định VLAN 10 này Phong sẽ cho nó cái cổng là Edit VLAN ha. À, VLAN 10 Phong sẽ in tắt cái cổng 3 và cổng 4 ha, giả sử vậy hai bạn ha. Rồi in tắt cổng 3 và cổng 4. À, rồi tương tự như vậy à,
VLAN 10 cộng 3 untuck cộng 3 và cộng 4 ha các bạn ha. Và Phong sẽ tag ha, tag. Phong tag cái chân 1 và chân 2 nha các bạn ha. VLAN thì chúng ta untuck cái cổng cái bọt và tag cái chân các bạn ha. Rồi, các bạn thấy ha, đây là untuck cái bọt và đây là tag thì cái chân các bạn ha. Không, mỗi con switch nó sẽ có cái diễn giải khác nhau ha, không có giống nhau. 3 4 rồi phải không? 5 6 đi ha. Mình cho hai cái cổng này là cái cổng VLAN này. Còn thắt thắt là chân 1. Có nghĩa là cái VLAN 10, VLAN 20 này được quyền được phép đi qua cái cổng trên 1 và trên 2 ha. Nó được đi qua cổng trên 1 trên 2. Rồi. Tương tự như vậy. VLAN 30 ha các bạn ha. Bạn cũng có thể làm ở đây đánh cái đó cũng được, mà có thể chọn ở đây để edit cũng được ha các bạn ha. Không nhất thiết vậy. Rồi, cộng 7 cộng 8 ha các bạn ha. Làm mô phỏng thôi chứ không 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 phải là trong thực tế các bạn đã làm như vậy nha. Rồi, các bạn sẽ thấy lúc này là cái untact của cái video the for VLAN này, VLAN 1 này, nó chỉ còn 1 2 thôi, cộng 1 cộng 2 á ha. À, cộng 3 cộng 4 là VLAN 20, cộng 5 cộng 6 VLAN 20, cộng 7 cộng 8. Khi mà các bạn cắm cắm cả một cái thiết bị vào trong cái cổng tương ứng gọi là bọn asset á, thì các bạn chú ý ha, nếu cắm cộng 3 cộng 4 thì nó sẽ nhận IP của VLAN 10 ha. Nếu cộng 5 cộng 6 nó sẽ là VLAN 20. À, nếu cộng 7 8 là VLAN à, rồi. Bây giờ xem như chúng ta đã cấu hình phần trên và bọt VLAN ở trên con Squid xong rồi các bạn ha. Giờ chúng ta quay ra cấu hình con Aruba Wi-Fi. Các bạn để ý ha, khi mà kim cái con Aruba vào trong cái cổng trên thì nó sẽ nhận IP trên cái VLAN 1 ở trên con switch con mic hai các bạn ha. À, rồi à. Đây đoạn đi HCP á ha các bạn ha. À, RF chỉnh lại xíu các bạn ha. Enable cái client mac ha. Công suất min bạn để khoảng 24 là ok, mức tương đối tốt ha. À, mức 24 là khoảng phát cho con Aruba nó phát khoảng tầm 20 dBm cho kẹt và khoảng 4 dBi cho độ nhạy anten các à, bạn ha. Rồi new bạn tạo một cái ha, tạo ví dụ như là Aruba VLAN 1 các bạn ha. Aruba VLAN 1 có nghĩa là bạn. À, mày để ý ha, chỗ này là default, default là VLAN 1 quá ha. À, đó là VLAN 1 quá ha các bạn ha. À, default 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha các bạn ha. Nếu như mà bạn cho roaming thì bật này lên. Con số này giả sử con số này là 66 đây ha các bạn ha. Rồi. Chúng ta đã tạo được một cái ha. Cái tiếp theo Aruba VLAN 20
10 chắc. À, cái này bạn bật nên bật hai cái mình cái lọc filter này. Bạn cái này để cho giúp cho chúng ta mạng chúng ta nó mượt hơn, nó đỡ bị lag nha mạng nha. Rồi gắn VLAN, lúc này bạn chọn static và chọn này VLAN 10 đi ha. Rồi 3 4 5 6 7 8 9 nó tương đối là dễ các bạn ha. Trong cái config mà cái mô hình này á là chúng ta sẽ thấy là bạn thấy là bây giờ số này nó khác số mới nãy ha. Mà nãy Phong đánh là 66 đúng không? Bây giờ 68. Mỗi một SSID sẽ có MDID là khác nhau, cái số mã này khác nhau các bạn ha. Để quá trình phát roaming nó không nó nhận diện cái số đó để nó chuyển đổi giữa các VLAN khác nhau. Aruba VLAN 20. Đây lại là 66 68 rồi đúng không? 88 đi ha. Một số khác nữa nha các bạn ha. Rồi. VLAN 30. Giả sử VLAN 30 là chúng ta dùng cho cam hoặc máy in hoặc các thiết bị trong hệ thống ha. Và nếu như trường hợp các bạn dùng như máy in cam hay cái này các thiết bị trong hệ thống thì các bạn không bọc lọc ha. Các bạn đi xem hồn cái podcast filter luôn để giúp cho cái việc mà cái truyền cái ARP để nhận diện các thiết bị giữa các cái máy chạm và máy đầu cuối ha, và các cái thiết bị của mình để thấy nhau ha. Còn nếu như chúng ta lọc xóa cái quá trình ARP thì có thể nó không thấy các bạn ha. Ví dụ như là cái này chúng ta chỉ dùng 2.4 các bạn ha, tất cả cái kia là dùng sóng 5G, còn hai sóng ha, còn cái này chúng ta chỉ dùng sóng 2.4 nét ha. Và lúc này cũng thắt quy lên 30 bạn ha. Và ở đây chúng ta không bật, và tại vì cái thiết bị đó nó không có roaming, ví dụ máy in rồi cam nó đâu có roaming đâu, nó nằm một chỗ mà cái đường cố định. Rồi là chỗ cái số 20 là đúng chưa? Chúng ta có thắt đúng VLAN chưa? À đây default sai rồi nha. Mà đấy là đúng ra phải chỗ này là 20 nha các bạn. Ha. Ok. Đó đi các bạn ha. Để xem lại một lượt. Đó. Ta đã thắt cái VLAN đúng chưa? Đây là chọn VLAN cho nó đúng chưa? Rồi đúng rồi ha. Rồi, bạn bây giờ chúng ta dùng thử nha. Chúng ta dùng thử ha. Chúng ta thử vào cái VLAN 30 xem. Nó có nhận được IP từ cái VLAN 30 cấp từ con GTX xuống không các bạn ha. Rồi các bạn thấy IP 30 ha. Nó cấp VLAN từ IP 30 xuống từ trên con mic ha các bạn ha. Ra vào con mic để xem. IP DHCP server lịch ha, các bạn sẽ thấy đây. Con switch 1 ha các bạn ha. Rồi, tương tự như vậy bây giờ chúng ta thử với lại VLAN 1 đi ha, coi nó ra cái IP bao nhiêu các bạn ha. Rồi bạn sẽ thấy cái con mic IP VLAN 1 ha bạn ha, VLAN 1 rồi đó ha. Tương tự như vậy Phong sẽ thử vào với VLAN 10
và 20 cho các bạn ha. Bạn thấy VLM 10 ha. Tương tự với lại cái Aruba VLM 10, VLM 20. À, IP của VLM 10 ở trên con mic sắp xuống các bạn ha. Các bạn ha. Thì IP đây nè, 10 các bạn ha. Rồi, đến đây chúng ta tạm thời xem như là đã xong cái phần cái bài thì chúng ta đó là tạo một cái tạo ba cái VLAN trên con mic và kết nối một con switch magnet đến con Mikotik ha. Thì các bạn chú ý ha, cái cổng mà từ con mic kết nối xuống con switch thì cổng trên con switch phải chuyển là cổng trên ha, và từ con switch cái cổng từ con switch kết nối đến con Aruba Wi-Fi thì cổng đó cũng là cổng trên ha, các bạn ha. Và các bạn để ý là chỗ này, cái cổng của con mic ha, rồi cái cổng của con mic là cổng này này ha các bạn ha, thì nó luôn luôn là cổng trên nha các bạn ha. À, default cổng trên ha. Nếu bạn chuyển cổng access thì nó sẽ là khác ạ. À, các bạn ha. Cổng access thì nó chỉ nhận VLAN từ cái port mà nó được chỉ định. Còn cổng trên thì nó cho phép các VLAN được đi qua, bạn thấy không? Đây tuy là một này, allow VLAN ha. Default là nó là cổng trên. Trên con Wi-Fi Aruba default là cổng trên nha các bạn ha, cổng trên con Aruba. Do đó là chúng ta không có cần phải cấu hình cổng trên trên con Wi-Fi Aruba, mà chúng ta chỉ cần cấu hình cổng trên trên con switch thôi các bạn ha. Các bạn để ý, cổng trên trên con switch là hai cái cổng, một là cổng kết nối từ con switch đến con Mikotik và cái cổng kết nối từ con switch đến con Wi-Fi Aruba. Và các bạn để ý một cái nữa là ở trong con Aruba thì in thắt sẽ là bọt mà thắt sẽ là trên nha các bạn ha. Các bạn để ý hai cái này rồi, ok, cảm ơn các bạn. Đối với một số cái switch khác nó sẽ diễn giải khác các bạn ha, không phải là thắt hay untắt ha các bạn ha. À, chứ không phải switch nào đâu cũng phải là untắt hoặc là thắt nha các bạn. À, ngày xưa mình cũng lòng cộng dù này lắm, tại vì bên Cisco nó không gọi là untắt hay thắt. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn ha.